rồi cha cho nhiêu tiền? Dạ 10.000. Cha cho 10.000 ngày. Dạ. Rồi đi học bằng cái gì em? Dạ em chạy xe đạp đi. Xe đạp. Có nhớ mẹ hay không? Dạ cũng có, lâu lâu cũng nhớ mẹ. Nhớ mẹ hả? Dạ. Có mong là mẹ trở về không? Dạ có. Nhà em ngủ là em ngủ ở đâu? Dạ ngủ trong buồng. Ngủ trong cái phòng này. Dạ. À, trời. Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Yến sẽ đưa cô chú anh chị cùng Yến đến thăm một hoàn cảnh. Một hoàn cảnh này cũng rất là thương tâm. Đó là hoàn cảnh của cha con của chú Chiêu với lại con gái là tên là bé Duyên. Thì Yến được biết là chú Chiêu bây giờ là đang bị tai biến và liệt nhiều cái bộ phận ở trên người. Thì chú đi đứng là bây giờ là đi rất là chậm và không có vận động để đi lao động kiếm tiền được. Coi như là ở một chỗ thôi. Đứa con gái thì năm nay là học lớp 11 rồi. Thì lúc trước Yến có nghe nói là năm mà bé lớp học lớp 4 thì mẹ bé đã bỏ đi, thì lúc đó là ba của là chú Chiêu đó là coi như là mới bị tai biến được một thời gian thì tới năm lớp 4 là mẹ bỏ đi. Và tới nay thì đã lớp 11 rồi, 7 năm nay là không có mẹ. Hai cha con sống nương tựa với nhau thì Yến cũng biết đó là nhà rất là khó khăn, nhà dột nát hết á. Bé cũng gán học rồi ở với cha, chăm sóc cho cha như vậy đó. Thì có nhà của bà nội cũng ở gần, thì nhà bên bà nội thì cũng có bán cá, bán thịt, cho nên đó là mỗi ngày cũng qua bển xin bà nội đồ ăn về để hai cha con ăn. Hỏi sớm người ta cũng thương, người ta gom góp tiền lại cho gạo, rồi gom góp lại cho tiền để đóng tiền học, học được tới bây giờ. Nhưng mà Yến thấy cái hoàn cảnh khó khăn quá, không biết là em Duyên có thể đi học được tới khi nào nữa. Dạ. Hôm nay Yến đến thăm hoàn cảnh của chú Chiêu với lại bé Duyên, thì Yến có mang theo phần quà của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tặng cho chú. Đó là 1.500.000 đồng, trong đó là có cô Nguyễn Tuyết Hồng ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, chị Hồng Vũ ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, cô Yvonne và chú Jackie ở bên Pháp gửi tặng 500.000 đồng. Tổng số tiền 1.500.000 đồng. Và phần quà của thầy Chân Pháp 300.000 đồng, bao gồm gạo 10kg là 120.000 đồng, nhu yếu phẩm với cá mòi là 130.000 đồng, một thùng mì gói là 60.000 đồng. Dạ, bây giờ thì Yến sẽ đưa cô chú anh chị cùng Yến vào thăm cha con của chú Chiêu với lại em Duyên. Yến sẽ mang trước cái thùng mì vô một hồi là quà, cái Yến sẽ xách vô sau. Dạ. Cái lối đi này là cái lối đi của cái nhà bên đây. Nhà người ta rất là lớn và người ta thương hai cha con, cho nên chừa làm một cái lối đi để cho hai cha con đi. Chứ thật ra là đi cái đường bên đây nè, cái đường nó nhỏ xíu và phải đi qua một cái ao rất là khó đi. Cho nên cái chú nhà chủ bên đây rất là tốt bụng, cho cha con một cái đường đi như vậy, làm một cái lối đi riêng. Thì mình sẽ nhờ cái lối đi của nhà kế bên để mà mình đi vô trong nhà của chú Chiêu. Đây là cái lối đi mà người ta cho mình đi ké nè. Đáng lý là đi bên cái đường này nè, đi bên cái đường này mình băng qua nè. Nhưng mà chú bị tai biến không có đi đứng lại được thì người ta mới cho đi cái đường này. Mình đóng cửa nè. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú. Dạ. Chào em. Dạ con chào chú. Chú là chú Chiêu hả chú? À chú Chiêu. Dạ. Rồi, đỡ ba ra đây ngồi nè em. Trời ơi nhà coi nè, cô chú anh chị coi nè. Hai bên là coi như là tan ban hết luôn rồi. Gách hết. Đây. Yeah.
À, dạ con chào chú nha chú. Bữa nay con đến thăm gia đình một chút xíu ha. Dạ chú là chú Chiêu hả chú? Dạ chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 47. 47 rồi. Dạ con đây là con gái. Dạ bé này là em tên Duyên đúng không em? Dạ. À, năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ 16. À 16 tuổi hả? Rồi. À, có cái ghế nào cho em ngồi không? Em ngồi đi. Rồi em là 16 tuổi hả? Nè năm nay học lớp 11 phải không? Dạ. À. Rồi con nghe nói là chú bị bệnh tai biến á phải không? Dạ chú bị tay chân hay là bị tay chân luôn hả? À, bị một bên. À một bên là bên trái hả chú? Dạ rồi bên phải là cử động được. Dạ. Rồi đi đứng là thường là chú đi một mình hay là em Duyên phải đỡ? Không, đi học. Dạ. Đi một mình à? Đi một mình được hả? Dạ là đi bằng cái đồ mà đồ đẩy hồi nãy đó. Dạ, dạ. Dạ chú bị vậy lâu chưa chú? Dạ đúng rồi. Bị 6 năm rồi. Dạ. Dạ rồi con xin lỗi con muốn hỏi là mẹ của bé Duyên á chú. Dạ. Mẹ bé Duyên đâu rồi chú? Nó đi đâu rồi? Đi rồi hả? Dạ đi lâu lâu rồi hả chú? Dạ. Đi hồi bệnh. Bệnh bây giờ nó đi. À đi hồi lúc chú bệnh tới giờ. Dạ. À, lúc đó là bé Duyên mấy tuổi chú? Học lớp 4. À bé Duyên lúc đó là học lớp 4. Rồi năm nay là bé Duyên học lớp 11 rồi. Dạ. Dạ. Coi như là 7 năm. Vậy là dạ là coi như là chú bị khoảng 7 năm. Dạ. À, lúc trước mà sao mà mình bị á chú? Ngủ vậy bị à. Ngủ vậy là bị luôn. Dạ. Rồi đi đổ rồi. Dạ, rồi từ lúc mà mẹ của bé đi tới giờ đó là có về thăm hay là gửi tiền cho cha con chú? Không có về luôn. Không có về luôn hả? Dạ. Rồi có tin tức gì không chú? Không có tin tức luôn. Dạ. Nhà của vợ chú gửi gần đây không? Ở Vũng Thôm. Ở Vũng Thôm hả? Dạ. Dạ. Rồi đó giờ là coi như hai cha con ở đây một mình. Dạ. Rồi bé có nhắn, có liên lạc được gặp mẹ không? Dạ, lâu lâu mẹ có gọi cho con. À, mẹ có gọi cho em hả? Dạ. Dạ, rồi bình thường là chú với lại em á là làm sao để mà mình có cái tiền để mình ăn, mình sống? Tiền nước cho. Nhà nước cho. À, cho chú là bị bệnh mỗi tháng bao nhiêu? Mỗi tháng 400. Một tháng 400 ngàn. Một tháng 400 ngàn rồi sao mà đủ để sinh sống? Trời, đúng rồi. Sao? Ba nói sao em? Dạ con cũng nghe không rõ nữa. Gán xài. Dạ kiểu như xài thôi, dành dụm. Nhín. Dạ. Xài cho đủ một tháng. À đủ một tháng rồi. Dạ. Tiền học phí rồi của em học từ năm lớp 4 tới năm nay là lớp 11 rồi. Rồi ai giúp đỡ cho em? Dạ tiền học phí thì có mấy năm em được miễn cho nên không có đóng. À rồi mấy năm nay rồi học người, ví dụ mấy cái năm mà người ta bắt đóng rồi em lấy tiền đâu em đóng? Dạ lấy tiền của cha em lãnh đóng qua. À rồi ăn uống mỗi ngày sao? Dạ ăn uống thì bà nội cho đồ ăn. À, bà nội cho đồ ăn rồi mỗi dạ. Ngày là đem đồ ăn về cho hai cha con ăn. Dạ. À rồi nhà em ngủ là em ngủ ở đâu? Dạ em ngủ trong buồng. Cũng trong cái phòng này. Dạ. À, rồi vậy cho con xin phép đi một vòng con coi thử cái nhà của mình coi làm sao nghe chú. Dạ. Này cái nhà của cô bé, cô chú anh chị, cô chú á. Này cái này là chắc là quần áo dài bé đi học nè. Năm nay học lớp 11 thì phải mặc áo dài. À, này đồ của em đi học đó ha em. À. Nè, cô chú anh chị coi nhà coi nè. À, bằng khen quá trời luôn cả kìa, thấy không? Rồi đây nè, coi nhà. Ở trên là có cái máy nó có dột hả em? Sao mà treo dạ. Cao su dữ vậy? Dạ nó bị dột, nó khúc sao từ đây tới sao. À từ đây ra sao là bị dột. Dạ. Rồi hai bên là nó có tạt vô không? Dạ có, mưa nó tạt. Mấy ngày nay mưa bão gió lớn chắc là nó tạt dữ lắm ha. Rồi sao mà chị thấy ở trước nhà là mấy cái đồ da chai đồ nhiều quá, cái đó là ở đâu em? Dạ của cha với của em. Là lụm về hay là sao? Dạ không, kiểu như xài rồi có để dành lên để dành bán, nó đỡ tiền. À để dành bán, à, mấy cái đồ da chai là dạ. Xài thì cất lại, không có đi bỏ. Bởi vì chị thấy nó tùm lum quá nè, mình để gọn gọn lại cho nó sạch em. À, rồi cái này là phòng của ai em? Dạ của em. À, phòng của em đó hả? Thấy thương quá. Dạ. Thôi dột hết trơn, phải treo cao su từ trước ra sao. Dạ, cái này là chỗ ăn cơm đó hả em? À, này là đồ ăn mà bên nội mới cho.
Dạ, bên nội mới cho rồi sách về cho cha ăn. Dạ. Rồi giường ở sau này là cha em ngủ hả? Dạ. Rồi đây là cái bếp. Cái bếp ở đây. À. Rồi bình thường đi vệ sinh ở đâu em? Dạ, ở đó. Ở đó, à, có cái nhà vệ sinh nhỏ chỗ đó ha. À. Dạ. Nhà coi cô chú anh chị coi rồi quá trời, nó gấp nát hết nè. Gấp hết rồi, cô chú anh chị ơi, hai bên là nó tan ben hết luôn rồi. Mùa mưa là nước nó có tràn vô nhà không em? Cái nền này nền đất nè. Ngập nè, nó chắc nước xịn nó lên luôn ha. Trời ơi, cái nền đất coi nè. Vậy rồi mưa rồi sao mà ở được chú? Đào lỗ. Sao chú? Đào lỗ đang mưa chảy xuống. À, chú đào lỗ cho mưa nó chảy xuống vậy đó hả? Dạ. Rồi đồ ở đâu mà nhiều tùm lum quá trời vậy em? Dạ, mấy cái đồ cũ mới soạn chú đi bỏ đi. À, mấy cái đồ cũ soạn lại đó hả? Rồi cái thang này làm gì? Dạ, hai đồ lúc mới xây nhà. À, lúc mới xây nhà tới giờ để đây. Rồi mỗi ngày Duyên là em đi học là lấy tiền đâu đi học mỗi ngày? Dạ cho, cha cho. Cha cho hả? Ngày rồi cha cho nhiêu tiền? Dạ 10.000. Cha cho 10.000 ngày. Dạ. Rồi đi học bằng cái gì em? Dạ em chạy xe đạp đi. Xe đạp hả? Nãy dạ. Chỉ có nghe nói xe đạp bị gì đó làm sao? Dạ xe đạp em chạy nó bị bể bánh rồi. Bị bể bánh hả? Dạ. Rồi lúc trước là xe đạp đó ai mua cho em? Dạ xe đạp em lãnh ở trường. Lãnh ở trường là dạ. Được trường người ta phát cho. Dạ. Thì sao được? Dạ tại em học sinh nghèo mà dạ tiên tiến á cho nên là trường cho. À học sinh nghèo mà kiểu như là học cũng khá đó phải không? Rồi là ở trường người ta cho các em cái chiếc xe đạp để đi đạp đi tới trường. Dạ. Rồi từ đây tới trường xa không? Dạ cũng gần. Gần hả? Dạ. Rồi có chị hỏi này em có buồn nha là có nhớ mẹ hay không? Dạ cũng có, lâu lâu cũng nhớ mẹ. Nhớ mẹ hả? Dạ. Có mong là mẹ trở về không? Dạ có. À, bữa nay con lại con đến thăm chú với lại em gái ha. Dạ con có mang theo quà của cô chú Mạnh Thường Quân. Ở ngoài xe con còn bao gạo với lại nhu yếu phẩm nữa. Chúc em gái ra ngoài lấy tiếp chị ha. À dạ, đây là thùng mì dạ. Với thêm 1.500.000 đồng. Dạ đây là cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng cho gia đình. Dạ con gửi chú nha. Dạ. Rồi nãy chuẩn bị là mưa rồi, con thấy gầu quá trời luôn. Nãy gió nó thổi mà nó đập bập 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 luôn. Gió dữ hơn. Gió dữ hơn nữa. Dạ. Không. Rồi nó có bị bay cái này không chú? Nó gầm gầm. Gầm. Dạ nó mưa nó dỗ gầm gầm chứ. À, nó dỗ gầm gầm mấy bức tôn dạ. Đó. Rồi chứ chị thấy là nó mục hết trơn rồi. Rồi bình thường á là chú vệ sinh đồ này nọ đó rồi sao? Là chú làm một mình luôn hả? Dạ. À, dạ. Thấy thương quá rồi. À, có cái cầu là tự đi một mình, tự chăm dạ. Sóc một mình được luôn. Dạ. Dạ. À, em gái cũng gán thương chăm sóc cho ba ha em ha. Rồi chị cũng biết rồi khó khăn lắm, nhà nhìn thấy khổ quá trời luôn à. À, thôi mà em cũng gán học ha em ha. Dạ. Rồi nói ba cho miếng tiền để đi sửa lại cái xe đạp ha. Bữa nay ba có tiền rồi nha. Rồi bữa khác chị có gì chị ghé thăm gia đình nữa nha. À, gió quá trời kìa. Trời ơi gió to nó đập. Nó tạt dữ không em? Dạ cũng không tạt mà nó dột. Nó ngập lên. À, nó ngập ở dưới sàn ha. Dạ. Tại cái sàn của em nó bị thấp nè, rồi cái đất nó mềm nữa. Dọn cơm cho ba ăn hả? Dạ. À, bữa nay nội cho ăn gì? Bà nội cho cha ăn bánh lọt. À, cha, bữa nay bà nội cho cha ăn bánh lọt. Nhà bà nội gần đây không em? Dạ, ở chợ. À, ở chỗ chợ ha. À. À, đi qua nhà nội xách cái gầu mên về có bánh lọt cho cha ăn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, thì hôm nay là Yến đến thăm cái hoàn cảnh là của chú Chiêu với là em Duyên. Thì vào đến nhà thì thấy thương quá cô chú anh chị. À, chú thì bị tai biến mà liệt nửa người,
rồi có chỉ ở chung với đứa con gái thì có hai cha con sống nương tựa với nhau từ đó tới giờ thôi. Mẹ thì bỏ đi từ lúc em học lớp 4 mà năm nay em lớp 11 rồi. Thì mẹ là lâu lâu cũng có liên lạc gọi điện cho em, thì cũng thỉnh thoảng cũng cho tiền em chút đỉnh, nhưng mà không có về đây thăm ba em nữa. Và hiện cũng thấy nhà cửa cô chú anh chị có thể thấy là coi như là gách gưới hết trơn luôn, dột tùm lum từ trước ra sau, cái chỗ nào nó cũng mục hết trơn rồi. Ý nghĩ mà một cơn bão hay là một cái cơn mưa lớn mạnh đi qua một cái là coi như là nhà này không biết phải ở làm sao luôn cô chú anh chị. Chỉ có đỡ cái là cái lối đi là lúc trước đó là đi bằng cái qua cái mương đó đó, mà khó đi quá cho nên là người ta thương người ta cho một cái đường đi để mà mình đi vô như vậy, đi ra đi vô. Thì chú là chú cũng tự đi tự chăm sóc được bản thân mình, không có để cho con gái phải lo. Nhưng mà Yến thấy là em gái rất là thương ba nha. Khi mà em gái Yến quay phim thì em gái là đang ngay cái tuổi mà em học lớp 11 cho nên có thể là em ngại ngùng một chút. Nhưng mà Yến biết đó là em rất thương ba. Hồi nãy á là đi qua ngoại về nhưng mà xe bị hư bể bánh, gán sửa xe cho được để đi về đem đồ ăn, cầm bịch đồ ăn đem về cho ba, sợ ba đói. Mà sửa xe ông đó sửa xe lâu quá cho nên nó là xin người ta có gian trở về để về đây đem đồ ăn cho ba, dẫn ba vô nhà ăn. Dạ, thấy thương lắm cô chú anh chị ơi, có hai cha con à, mà thấy cái hoàn cảnh này không biết em gái học được tới bao lâu nữa. Dạ. Thì trước giờ học là có khi người ta miễn học phí còn thôi là nhờ cái tiền mà mỗi tháng ba được 400.000 đó, thì hai cha con sống dành dụm để dành, thì để cho em gái học được tới lớp 11 bây giờ. Cuộc sống gia đình rất là khó khăn. Yến rất là mong cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có thể giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú Chiêu với lại em bé Duyên này. Dạ. Bây giờ thì đang trời mưa, mà bây giờ cơn mưa này thì nhỏ thôi, nhưng mà Yến nó vẫn thấy nó tạt vô nhà nữa cô chú anh chị. Lỡ mưa lớn cái gì cũng không biết làm sao. Dạ. Thì Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.